Những ngày nay, lực lượng quân đội và công an tỉnh Phú Thọ cùng với chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng mưa lũ ngập lụt, chủ động sơ tán người và tài sản để tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại huyện Hạ Hòa, nước sông dâng cao đã làm tràn đê khu 5 xã Xuân Áng, Hiền Lương. Dọc theo tuyến đê ven sông, nhiều vị trí nước đã mấp mé. Đặc biệt là tại thị trấn Hạ Hòa, nước sông dâng cao đã tràn qua các nhà dân, gây ngập úng cục bộ. Ôi dồi ôi, lên quá nhanh, trở tay không kịp. Tối hôm qua vẫn chưa lên, chưa được vào đến trong nhà đâu, mới đến đầu sân thôi, thế xong rồi. Đến nửa đêm cái là nó ào hết vào rồi, đắp mãi chả được. Bây giờ thì các thứ đồ thì mọi người kê lên cho đấy, nhưng mà không biết là đồ điện về sau có ảnh hưởng gì không, kê là cứ gọi là lên đến đâu thì kê đến đấy thôi. Những người dân sống lâu năm ở đây chưa bao giờ thấy nước sông lên to như năm nay. Lực lượng quân đội đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ của quân khu 2 và bộ đội địa phương và lực lượng tại chỗ cùng phương tiện kịp thời ứng cứu nhân dân. Nó có vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi muốn là ví dụ như là cái vùng nào nó mới bị lũ chẳng hạn thì bộ đội sẽ giúp cứu trợ dân thôi. Chủ yếu là có một số hộ như là bên trong thị trấn là người ta chưa bị ngập bao giờ. Thế nên là nếu mà bây giờ nó xảy ra là rất cần lực lượng quân đội để giúp đỡ bà con anh em trên này. Đến tối ngày 10 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có nhiều nơi bị ngập do nước sông Hồng, sông Lô lên cao, đã có hàng nghìn nhà dân phải di rời khẩn cấp. Hiện các lực lượng chức năng vẫn bám trụ, phối hợp sát cánh cùng nhân dân các địa phương đảm bảo tài sản, tính mạng của nhân dân.